Xin chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa chuyển mùa đã bắt đầu xuất hiện ở phía Nam, báo hiệu chuỗi ngày khô nóng kéo dài đằng đẵng ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đang dần chấm dứt. Mưa dông còn giúp cung cấp lượng nước không nhỏ, giúp giải hạn cho những cánh đồng khô khát. Dự báo trong chiều tối nay, ngày 4 tháng 5, mưa dông sẽ tăng hơn cả về diện mưa và lượng mưa, cục bộ có điểm có mưa to. Đáng lưu ý là mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa thường đi kèm với các hiện tượng nguy hiểm như là dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy quý vị cần đề phòng. Do mưa dông tăng dần nên nhiệt độ trong hôm nay có xu hướng giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trên khu vực Tây Nguyên giảm còn 33 đến 35 độ. Với khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm còn 34 đến 37 độ. Những điểm trên 37 độ chỉ còn cục bộ vài nơi. Trở ra với Trung Bộ, hôm nay vùng nóng ở miền Trung tiếp tục thu hẹp lại đáng kể, chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Quảng Nam trở vào cho tới Phú Yên với ngưỡng nhiệt từ 35 đến 37 độ. Còn khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế và khu vực từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận, nền nhiệt duy trì trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Với Bắc Bộ, những cơn mưa cũng còn duy trì trong buổi sáng. Còn từ trưa và chiều, miền Bắc trời sẽ chuyển nắng trở lại, với nền nhiệt cao nhất trong ngày trên khu vực Tây Bắc Bộ tăng lên mức từ 32 đến 35 độ, trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng về chiều nên nhiệt độ cao 32 đến 33 độ. Trên biển ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió yếu và phổ biến ít mưa. Như vậy là chiều tối nay, mưa dông khả năng sẽ xuất hiện trên nhiều tỉnh thành phía Nam. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Thưa quý vị, những cơn mưa rải rác vào đêm và sáng nay tiếp tục giúp cho thủ đô Hà Nội có một buổi sáng rất mát mẻ. Thế nhưng đến trưa chiều nay, trời tạnh ráo có nắng và nền nhiệt sẽ tăng nhanh lên mức 33 độ. Quý vị sẽ cảm thấy khá oi bức. Còn ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay khả năng vẫn tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông về chiều và tối. Trong cơn mưa, quý vị cần đề phòng với dông sét và gió mạnh. Còn trưa chiều nay, trời nắng mây đan xen với mức nhiệt vào khoảng 32 đến 33 độ, trời không còn nóng nữa. Tương tự, ở phía Nam, những cơn mưa dông chuyển mùa cũng đang dần xuất hiện về chiều và tối. Thành phố Hồ Chí Minh từ sau 15 giờ khả năng mây dông sẽ phát triển và gây mưa. Còn từ sáng đến trưa thì trời nắng, mức nhiệt ngày đêm trên thành phố dao động từ 27 đến 36 độ. Ngày mai Bắc Bộ có xu hướng tạm giảm mưa, mưa dông chỉ còn lui về chiều tối và xảy ra cục bộ. Nền nhiệt ngày có xu hướng nhích nhẹ với mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khoảng từ ngày mùng 5 sang ngày mùng 6 tháng 5, mưa dông tại Bắc Bộ lại có xu hướng xuất hiện gia tăng trở lại cả về diện và lượng. Mưa với cường độ khá tập trung xảy ra về chiều tối, đêm và sáng. Còn ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều dao động từ 30 đến 33 độ. Với thời tiết mưa dông đầu mùa, người dân cần hết sức lưu ý với khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.
Với Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5, nắng nóng còn tiếp tục xuất hiện ở nhiều địa phương với mức nhiệt cao từ 33 đến 37 độ. Dự báo xa hơn khoảng đến ngày mùng 6 tháng 5, nắng nóng có xu hướng thu hẹp và giảm dần. Cùng với đó, những cơn mưa rào và dông rải rác có khả năng cao xuất hiện, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong ngày mùng 4 tháng 5 với mức nhiệt từ 34 đến 38 độ. Từ ngày mùng 5, mùng 6 tháng 5 thì cường độ nắng nóng cũng giảm dần. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi đi kèm với dông sét và gió mạnh. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới, mưa dông cũng có xu hướng gia tăng hơn do nhiễu động trên tầng khí quyển cao có xu hướng hoạt động mạnh dần. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối, đi kèm với các hiện tượng nguy hiểm như sấm sét, dông lốc và mưa đá, quý vị cần hết sức đề phòng. Trên biển, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió thịnh hành có hướng Nam đến Đông Nam với cường độ cấp 4, cấp 5. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, thịnh hành trường gió Đông đến Đông Nam, cường độ ở mức cấp 3, cấp 4. Trên toàn Biển Đông, trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Thank you.